LinkedIn Philip Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới ở Philippines. LinkedIn và Philip Nguyễn dự định tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 3 tại một nhà thờ nổi tiếng ở thủ đô Manila, Philippines. Theo LinkedIn, đám cưới của cô có khoảng 500 khách mời đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cô và hôn phu chọn Manila để tổ chức hôn lễ đầu tiên vì đây là quê ngoại chú rể. Ngoài ra, cả hai có những tiệc cưới khác ở Việt Nam sẽ cử hành những ngày sau đó. Hiện LinkedIn Philip Nguyễn đang bận rộn chuẩn bị những công đoạn cuối cho ngày trọng đại. Họ đã chụp ảnh cưới, in thiệp và sẽ gửi đến các khách mời tuần này. Theo LinkedIn, cô có nhiều cảm xúc trước bước ngoặt lớn nhưng nhiều nhất là hạnh phúc và háo hức. Cô tin rằng sau khi kết hôn, cuộc sống của cô và Philip sẽ không thay đổi nhiều vì trước đó cả hai đã đồng hành chặng đường dài. Nàng dâu của gia tộc Jonathan Hạnh Nguyễn mong muốn cân bằng giữa tình yêu, công việc và thời gian dành cho bản thân. Cô hy vọng có thêm nhiều động lực để thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ sau khi bước sang trang mới của cuộc đời. Về hôn lễ, LinkedIn bày tỏ thích sự ấm cúng, thân mật. Cô và chồng sắp cưới tự tay thực hiện hầu hết công đoạn vì muốn ngày vui mang dấu ấn của riêng họ. Ngoài ra, cả hai nhận được sự ủng hộ, giúp sức từ người thân đôi bên gia đình. Trước đó, Philip Nguyễn cầu hôn LinkedIn hồi tháng 1 năm 2022 tại Đà Lạt. Họ có lễ đính hôn riêng tư với sự hiện diện của một số người thân. Sau đó, theo LinkedIn, cô và Philip đưa mối quan hệ bước sang một trạng thái mới. Cả hai cảm nhận sự gắn bó, đồng điệu khi chung sống và hỗ trợ nhau trong những chuyến công tác nước ngoài. LinkedIn Philip Nguyễn trải qua hơn 3 năm hẹn hò trước khi quyết định làm đám cưới. Họ công khai tình cảm hồi tháng 9 năm 2019, sau đó luôn xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt. Sau khi đính hôn, cả hai sang Australia xử lý công việc kết hợp du lịch chụp ảnh cưới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.